Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hai học sinh trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang đứng ở cổng trường dưới trời giá rét, cúi gập người chào các thầy cô ra vào trường trong ô tô gây xôn xao dư luận. Mới đây, người đăng tải clip này đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Theo đó vào ngày 30 tháng 1, trên tài khoản Facebook của ông Hoàng Tuấn Công, một người nổi tiếng trên mạng xã hội đã xuất hiện clip ghi lại cảnh hai học sinh cúi đầu chào thầy cô đi bằng ô tô ra vào trường trong trời mưa giá rét trước cổng trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng trời giá rét mà bắt các em vẫn đứng chào thầy cô. Tại sao không giao việc kiểm tra học sinh ra vào trường cho bảo vệ hay đoàn thanh niên mà lại giao việc này cho học sinh? Nhiều ý kiến khác lại cho rằng, việc học sinh cúi đầu chào thầy cô trong trời mưa giá rét đã thể hiện sự tôn sư trọng đạo, có gì đâu mà ồn ào. Sau khi clip được đăng tải, bà Trần Thị Phương Lan, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh, đã đến gặp người đăng tải clip là ông Hoàng Tuấn Công để giải thích và đề nghị ông Công gỡ các clip trên mạng. Theo bà Lan, nhà trường có hai cổng trường, cùng cổng trên đường Lê Quý Đôn được phân luồng cho học sinh ra vào. Còn cổng trên đường Hàn Thuyên, nơi có hai học sinh đứng, được phân luồng dành cho giáo viên. Tại thời điểm clip ghi lại, hình ảnh hai học sinh đứng ở cổng sau là hoạt động của đội cờ đỏ nhà trường nhằm ghi chép, nhắc nhở những học sinh không đi cổng sau nữa vì đây là cổng dành cho giáo viên và đã phân luồng từ trước đó. Cũng theo bà Lan, việc học sinh cúi đầu chào khi có ô tô ra vào, nhà trường không hề bắt buộc các em làm như vậy. Học sinh cờ đỏ thấy khách hoặc thầy cô thì các em cúi chào theo phép lịch sự bình thường, chứ không ai bắt buộc. Ngoài ra theo bà Lan, sau khi có nhiều ý kiến, thì nhà trường cũng nhận thấy việc phân công đội cờ đỏ đứng túc trực ở cổng sau và cúi chào như vậy có phần chưa hợp lý, dễ gây hiểu lầm trong khi các em đứng đó chỉ là để nhắc nhở các bạn học sinh không đi theo cổng này. Theo phản ánh, nhà trường cũng đã họp bàn phương án thay đổi, phân công đoàn thanh niên hoặc giáo viên trong trường trực ở cổng sau, thay vì giao cho đội cờ đỏ như thời gian qua. Tuy nhiên, ông Hoàng Tuấn Công, người đăng tải clip lên mạng xã hội, vẫn giữ quan điểm và cho biết, ông đã bác cách giải thích chuyện cúi chào ô tô của bà hiệu trưởng. Và tuy chưa thấy cái giải thích của bà Lan lọt tai, nhưng xét tinh thần cầu thị và theo đề xuất của bà hiệu trưởng, ông đã tạm đóng bài viết theo ông Hoàng Tuấn Công, việc học sinh cúi chào thầy cô hay bậc trưởng thượng là một cử chỉ thể hiện sự lễ phép thông thường, không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, đây là việc học sinh phải cúi đầu chào thầy cô ngồi trong xe ô tô khi xe vẫn đang lưu thông, khiến người ta liên tưởng tới sự cúc cung phục tùng của kẻ dưới với bề trên, khác xa với văn hóa người Việt. Và vì thế là một hành động phản cảm. Hơn nữa, việc cúi chào xe ô tô này lại diễn ra trong thời tiết khắc nghiệt, làm ra một hình ảnh tương phản rất khó coi khi học sinh bốn con nhỏ tuổi nhưng phải phong phanh đứng giữa trời gió rét, đối lập với thầy cô giáo ngồi trong ô tô sang trọng đóng kín cửa. Điều này gợi lên sự vô cảm, lạnh lùng và không có tình yêu thương ở ngay nơi cổng trường học. Phía dưới bài viết của ông Hoàng Tuấn Công, nhiều bình luận cũng cho rằng cách giải thích của bà hiệu trưởng là quanh co, thiếu thuyết phục, vì việc này đã diễn ra từ lâu, bà hiệu trưởng chắc chắn phải biết. Nhiều ý kiến cũng đồng tình với việc nên bỏ đội cờ đỏ ở các trường học vì việc quản lý an ninh trật tự và giờ lên lớp là của các thầy cô, bảo vệ nhà trường, chứ không phải là của các em. Việc này đã lỗi thời, cần dẹp bỏ. Liên quan đến vụ việc, bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã nắm được vấn đề báo chí phản ánh về việc hai học sinh ở trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, thành phố Thanh Hóa, đứng ở cổng trường cúi chào giáo viên. Theo bà Thanh, các nhà trường thường có mô hình cổng trường tự quản do đội cờ đỏ phụ trách, nhằm duy trì nền nếp, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Nhiệm vụ của đội cờ đỏ là đôn đốc các bạn học sinh không tụ tập, đứng nói chuyện gây ủn tắc giao thông đầu và cuối mỗi buổi học. Theo thông lệ, đội cờ đỏ ở các lớp phân công nhau trực ở công trường. Bà Bùi Thị Thanh, phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết thêm. Tại trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh cũng có đội cờ đỏ, các em thường trực ở công trường. Thời tiết bình thường thì hoạt động không sao. Tuy nhiên, những buổi thời tiết lạnh giá như thế này, nhà trường nên rút kinh nghiệm, không nên yêu cầu các em hoạt động cần bảo các em nghỉ để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, việc học sinh trong đội cờ đỏ thấy thầy cô giáo đi qua, các em cúi chào, không phải học sinh đứng ở cổng trường chỉ để chào thầy cô. Nhiệm vụ chính của đội cờ đỏ là nhắc nhở, đôn đốc các bạn học sinh không làm ảnh hưởng đến giao thông quanh khu vực cổng trường. Bởi học sinh đầu hoặc cuối buổi học đi qua cổng trường, thường hay đứng lại nói chuyện, đợi nhau, làm ảnh hưởng đến giao thông. Nên các nhà trường tổ chức đội cờ đỏ đều góp phần giải tỏa ủn tắc. Các em đứng đó, khi thấy thầy cô của mình đi qua nên chào thôi. Vì vậy, bà Thanh cũng mong mọi người chia sẻ, không phải mục đích học sinh đứng ở cổng trường để chào thầy cô. Đối với những đơn vị trường học, ở vị trí gần đường giao thông thường có đội cờ đỏ. Trường Trần Mai Ninh có cổng tiếp giáp với đường giao thông, nên nhà trường tổ chức đội cờ đỏ để góp phần nâng cao ý thức của học sinh, giảm ồn tắc. Về vấn đề nhiều người lo lắng đến an toàn giao thông khi thầy cô giáo đi ô tô, còn các em học sinh đứng ở bên cổng trường. Bà Thanh lý giải, trường hợp đi xe đạp, xe máy thì phải xuống dắt. Tuy nhiên, đi ô tô thì không thể xuống xe và cũng không đậu ngoài trường được. Việc này theo bà Thanh, các thầy cô giáo cần phải lưu ý thận trọng hơn. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh và clip ghi lại cảnh hai học sinh trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh đứng trước cổng trường giữa trời lạnh giá, có hành động cúi chào mỗi khi xe ô tô của giáo viên đi vào. Những hình ảnh sau khi xuất hiện đã có những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng hành động của hai học sinh thể hiện sự lễ phép, kính trọng giáo viên. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng, giữa lúc nhiệt độ xuống thấp, các học sinh không cần thiết phải đứng giữa trời lạnh giá rét để cúi chào như vậy. Bà Trần Thị Phương Lan, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, xác nhận có việc học sinh cúi đầu chào giáo viên ở cổng trường. Các học sinh trực ở cổng trường học lớp 9 thuộc đội cờ đỏ để trực nền nếp. Về việc học sinh cúi đầu chào tại cổng trường là hành động tự nguyện của các em không bắt buộc khi học sinh chào thì các giáo viên đi trên ô tô đều kéo cửa kính và chào lại các em. Nữ hiệu trưởng cho biết nhà trường sẽ không để học sinh đứng ở cổng trường nữa. Theo ý kiến của một lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa, trường trung học cơ sở Trần Mê Ninh không nên để đội cơ đỏ hoạt động trong tiết trời giá lạnh như vậy. Đồng thời, phòng cũng đã có văn bản đề nghị các trường không cho học sinh có các hoạt động ngoài trời khi thời tiết dưới 15 độ C. Được biết, trường trung học cơ sở Trần Mê Ninh tiền thân là trường năng khiếu thành phố Thanh Hóa. Trải qua gần 30 năm thành lập và phát triển, nhà trường đã vươn lên dẫn đầu khối trung học cơ sở thành phố Thanh Hóa. Đây được xem như trường chuyên đặc biệt, bởi học sinh phải thi đầu vào. Chất lượng giáo dục ở đây được xem là tốt nhất trong số các trường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Theo ghi nhận, năm học vừa qua, trường đã có nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa. Đối với giải quốc tế, nhà trường có 37 huy chương vàng, 41 huy chương bạc, 87 huy chương đồng tại các kỳ thi Olympic Toán Titan Việt Nam kỳ thi Olympic toán học quốc tế Timor. Với những thành tích đã đạt được, trường trung học cơ sở Trần Mê Ninh được ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và cờ thi đua dẫn đầu khối trung học cơ sở năm học 2022 đến 2023. Vừa rồi là ý kiến của người đăng tải clip, lãnh đạo của trường trung học cơ sở Trần Mai Ninh và lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Quý vị có ý kiến như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video. Đến đây thì thời lượng của video cũng đã kết thúc xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo